có một cậu bé tên là Minh, sống cùng gia đình nhỏ trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng rậm. Minh thích khám phá và luôn tò mò về thế giới xung quanh. Một ngày nọ, khi đang ra ngoài chơi một mình, Minh lạc mất đường trong khu rừng dày đặc này. Ban đầu, Minh cảm thấy hoảng sợ và bối rối khi không thể tìm được đường về nhà. Nhưng sự mạnh mẽ và lòng gan dạ của cậu bé sớm được thử thách. Minh quyết định không ngần ngại, cậu tiếp tục đi tìm kiếm con đường dẫn về nhà. Trong hành trình của mình, Minh gặp gỡ nhiều sinh vật hoang dã và những cảnh đẹp của tự nhiên. Cậu bé học được cách sử dụng các dấu vết của chim và thú để chỉ đường cho mình. Cảm giác sợ hãi ban đầu dần biến mất, thay vào đó là niềm hứng thú và sự hào hứng với cuộc phiêu lưu. Cuối cùng, sau nhiều ngày đi lang thang trong rừng, Minh đã tìm thấy một con đường nhỏ dẫn về làng của mình. Khi bước vào làng, cậu bé cảm thấy hạnh phúc và bình an khi gặp lại gia đình và bạn bè của mình. Gia đình và bà con trong làng rất vui mừng và hạnh phúc khi thấy Minh đã trở về an toàn. Họ ôm cậu bé chặt và kể lại những lo lắng trong suốt thời gian cậu biến mất. Minh cảm thấy vô cùng ấm áp và biết ơn về tình yêu thương và sự quan tâm mà gia đình dành cho mình. Từ cuộc phiêu lưu lạc trong rừng, Minh đã học được nhiều điều quý giá về sự độc lập, kiên nhẫn và lòng can đảm. Cuộc trải nghiệm này đã làm cho cậu bé trưởng thành hơn và đầy lòng biết ơn về gia đình và ngôi làng của mình. Các bạn nhỏ đi đâu xa hay những chốn đông người hãy luôn nắm tay người lớn trong gia đình để không bị lạc nhé.